Dạ em xin phép chào cô chú và anh chị. Dạ em xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ cái YouTube gốm sứ Nhật Xuân Lãm nha anh chị. Và những sản phẩm em lên, anh chị thích món nào anh chị chụp gửi về gốm Nhật Xuân Lãm nha anh chị, 0913 330469 nha anh chị. Và những anh chị mà không có xài Zalo, anh chị trực tiếp nhắn tin hoặc là điện thoại về cái số cũng là 0913 nha anh chị, 330469. Và em sẽ báo mã số sản phẩm cho anh chị nha. Và em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều đã ủng hộ cái YouTube này. Và những anh chị mà nhiều lúc là em có lên cái một cái YouTube, anh chị có nhắn tin trên cái YouTube đó, mà thật tình là em cũng có trả lời mà không thấy anh chị nhắn nha anh chị. Và anh có những cái trang này em sẽ niêm yết cái số điện thoại, anh chị còn là sẽ điện trực tiếp hoặc là nhắn tin cũng qua số điện thoại bên em Zalo với là số điện thoại là 1, anh chị trực tiếp nhắn tin nha. Em sẽ báo cho anh chị mã sản phẩm nha anh chị. Bây giờ em sẽ lên một cái tô lam như thế này. Cái này là tô, này là tô lam nha anh chị, một cái tô lam. Và trên này là có vẻ là họa tiết là hoa nha anh chị. Và cái này là có sơn thủy. Cái này có hai cái ông đang đánh cờ nha chị, có hai ông đang đánh cờ như thế này. Và cái này là những cái phong, cái này là khung cảnh nhà nha chị. Anh chị nhìn cái này là hàng rẻ tay nha anh chị, hoa đấy, anh chị nhìn xin rất là kỹ luôn. Viền này là viền dày nha anh chị, viền là rất là dày luôn. Và cái này là tô hoa gian hai mạch, viền là viền sô cô la nha anh chị, viền sô cô la. Và cái này là có truyện ký nha anh chị, có truyện ký như thế này. Tô này đường kính này là 22.5 nha anh chị, 22.5. Và cao của này là 9 nha anh chị, cao cái này là 9. Rồi cái tô này em bán cho anh chị với giá là 700k cái tô này, 700k nha anh chị. Anh chị chốt giùm em mã N44 nha anh chị, N44 700k. Anh chị nhìn kỹ cái tô này nha, cái này là hai ông đang đánh cờ đó anh chị, chụm đầu vào đánh cờ. Ừ. Rồi bây giờ em lên anh chị, em lên một cái cặp này nha anh chị. Em lên một cái cặp này là một cái cặp, và cái này là một con chuột nha anh chị, một con chuột. Và cái này anh chị một cặp chuột nha anh chị, một cặp, một con lớn và một con nhỏ. Và cái này em có một cặp, một con cặp khỉ nha anh chị, một mẹ một con hay là gì đó anh chị đó nha. Cái ly này cũng có truyền ký đầy đủ nha anh chị, truyền ký đầy đủ. Mấy cái dòng này là đúng ra nó có 12 con giáp nha anh chị. Mà cái này anh chị cứ siêu tầm lần lần nha anh chị, chứ còn nhiều lúc là đó, cái này là ly cao và này nha anh chị, cốt là cốt dày nha, cốt ly dày. Này đường kính này là 8 nha anh chị, và cao của này là 10. Đấy, đường kính là 8, cao là 10 nha anh chị. Rồi cặp này em bán cho anh chị là mỗi chiếc này là 100k, cặp này em bán cho anh chị với giá là 200k cặp này. 200k cặp này anh chị chốt giùm em mã N45. N45 nha anh chị, N45. Rồi em lên cái này là một cái cặp dê, con dê nha anh chị. Rồi cái này anh chị, cái này là dưới này là họa tiết vẽ vàng anh chị, dưới một cái này là dưới cái chân của này là cỏ vẽ vàng nha anh chị. Và cái này là có truyện ký đầy đủ nha, cái này là có truyện ký đầy đủ nha anh chị. Và trong này đặc biệt là trong này nó có họa tiết sơn thủy anh chị, này vẽ núi phần trong nha anh chị, vẽ núi phần trong. Một cái ly này rất là đặc biệt luôn nha anh chị, rất là đặc biệt. Hoa văn hai bên luôn, hai mặt. Đây là có chuyện đầy đủ nha anh chị. Cái này đường kính này 8, cao của này là 10 nha anh chị, miệng là 8, cao là 10. Đấy, cái này em bán cho anh chị là 140k cái ly này, 140k nha chị. Anh chị chốt cho em mã N46 nha chị, N46 140k.
Rồi em lên một cái này là anh chị, một cái này là một cái tô rồng xưa nha chị. Một cái tô rồng xưa. Cái này là rồng dừa phụng nha chị, dừa rồng dừa phụng. Và anh chị những cái này em bán chị nha. Những cái này là cái khu, cái này là xưa nha chị, cái khu đó là dạng như, như cái khu đó là dạng như nó sần nha chị, nó sần như là dạng như là nó. Anh chị nhìn cái khu nha. Đó, cái này là một cái tô xưa. Đường kính tô này là 19 nha anh chị, và cao của tô này là 7. Rồi cái tô này em bán cho anh chị đó chị. Đó, em bán chị đó, những cái hàng xưa nó có những cái vết vết là kiểu như làm tay anh chị, nó có một vết là nhiều lúc là lỗi nha anh chị. Rồi cái tô anh chị, tô này em bán cho anh chị với giá là 130k cái tô này. Anh chị chốt cho em N57. N57 anh chị. 47. N47 nha. N47. Không. Rồi em lên cái này anh chị, hộp này là một hộp nữ trang. Ừ. Rồi cái này là hộp nữ trang nha chị, hộp nữ trang trong lòng là một cái lụa màu đỏ nha chị, lụa màu đỏ như thế này. Đó, lụa màu đỏ nha anh chị. À, cái này là có cái nắp đậy như thế này anh chị, và em báo anh chị nha, cái này là một cái này nó có con dạng như là thời gian lâu anh chị, nó cũng có oxy, nó cũng có bị oxy hóa. Bị gì? Oxy hóa, oxy hóa nha anh chị, bị oxy hóa đó, cái phần này nha anh chị. À, và ngay chỗ này cũng bị nha anh chị, gỗ này rất là mới mà chỉ là mấy cái bảng lờ này nó bị thôi. Và cái này anh chị đấy, cái quai sắt như thế này, quai sắt như thế này anh chị đấy. Nói chung là một bên, hai bên, ba bên, bốn bên nha chị, với là một cái này nó oxy hóa nha. Còn cái phần dưới như thế này thì nó không có vấn đề gì hết nha chị, không có vấn đề gì hết. Rồi cái này đường kính này là 20 nha chị, và đường kính này là 20, cao của này là 10. Đường kính 20 cao là 10 nha chị. Cái hộp này bán cho anh chị là, hộp này bán cho anh chị 600k, cái này là bằng gỗ nha chị, 600k. Anh chị chốt cho em mã N48. 600k chị N48. Rồi em lên một cái bộ bình nha chị, một cái bộ bình trúc. Một cái bộ bình trúc nha chị. Đó, một cái bình. Và cái này em có 4 cái ly trúc nha chị, một cái bình em có 4 ly trúc. Bình này là bình trúc này chị, bình trúc này là lọc tổ ong nha chị, lọc tổ ong. Và cao của bình này là 12 chị, cao bình này 12. Cái bình này là dung tích là cũng chừng là 500ml nha chị, dung tích là 500ml. Và cái miệng ly là 6 nha chị, cao của ly là 9.5. Cao của ly là 9.5 nha chị, ly này là có truyện đầy đủ nha chị, có truyện đầy đủ luôn. Rồi cái bộ này em bán cho anh chị. Rồi bộ này em bán. Rồi bộ này em bán cho anh chị với giá là 500k. 500k bộ này nha chị, anh chị chốt cho em mã N49 nha chị, N49. 500k. À mẹ mua nước rồi đấy. Rồi em lên một cái này anh chị. Cái này là một cái chén nha anh chị, một cái chén này nó rất là xuất sắc luôn. Cái này là chén này là có truyện ký đầy đủ nha anh chị. Đó, cái chén này họa tiết đẹp cực kỳ luôn anh chị. Viền là viền vàng nha anh chị, viền vàng, và cái này nó như thế này. Chén này rất là sang luôn. Rất là sang cái chén này anh chị. Chén này đường kính là 15 và cao của này là 6.5 nha anh chị, lạ mắt nha. Cái này em bán cho anh chị với giá là 100k cái chén này, độc lạ luôn, 100k cái chén này. Anh chị chốt cho em mã N50 nha chị, N50. N50. Đường kính là 20. Đường kính tô này là 21.5.
trong ở trong đó, trong tầng đó. Đường kính này là 21.5 nha chị. Cao của tô này là 8.5 nha. Cao của tô này là 8.5. Tô này là tô ngũ sắc xưa nha. Tô này là tô ngũ sắc xưa nha chị. Ở đây nhỏ hơn. Tô này là tô ngũ sắc xưa, trong này chị, trong này nó có vẽ một con hạ, con hạ gì phần trong nha. Đấy, vẽ tay nha anh chị, vẽ tay. Và cái này là xung quanh của viền này là lam nha chị, xung quanh của viền này là lam và phía sau cũng là lam nha. Cái này là vẽ vừa lam vừa ngũ sắc nha anh chị. Tô này đường kính là 21.5 và cao của này là 8.5. Rồi cái tô này em bán cho anh chị với giá là 1.100.000 cái tô này. 1.100.000 cái tô xưa này nha chị, ngũ sắc này nha. Anh chị chốt em mã N51 nha chị, N51. Rồi cái này em có 3 cái chung anh chị, 3 cái chung này nha. 3 cái chung này là có truyện ký đầy đủ nha chị. Truyện này là dưới này là truyện vàng, viền vẽ vàng nha chị, vàng như thế này nha. Miệng cũng là viền vàng. Đường kính ly là 9 nha chị, và cao của ly này là 3 nha chị, cao của ly này 3. Rồi 3 chiếc này bán cho anh chị với giá là 100.000 3 chiếc này. 100.000 3 chiếc nha chị. Anh chị chốt em mã N52. N52, 100.000 3 chiếc N52. Rồi em đem cái này anh chị, cái này là một cái cặp ly này, là trong này là có vẻ thư pháp nha anh chị, thư pháp, và cái này là có truyện đầy đủ, và cốt ly này rất là nặng và dày nha anh chị. Đó, cốt này nặng và dày luôn. Ly này đường kính là 6 nha anh chị, và cao của ly này là 10. Đường kính cao là 6, miệng là 10 nha chị. Rồi cặp này bán cho anh chị với giá là 120.000 cặp này. Một 60.000 một chiếc nha anh chị, 60.000 một chiếc. Cái này em có số lượng là 5 chiếc nha anh chị, 60.000 một chiếc. Em có số lượng là 5 chiếc, anh chị chốt cho em mã N53. N53 nha chị, N53, 60.000 một chiếc, cốt dày, và trong này có vẻ thư, có là thư pháp, và cái này là có tôm, có cá, có mực nha anh chị, có nói chung là có cá là hải sản luôn. Đó. Rồi 60.000 một chiếc anh chị, anh chị chốt cho em mã N53. Rồi em ra một cái cặp này nha anh chị. Cặp này là này đường kính là 8.5 và cái này đường kính là 7.5 nha anh chị. Cao là 11 này, 8.5. Rồi cái ly lớn này 8.5 và cao của này là 11, còn ly nhỏ là 7.5, cao của này là 10. Rồi cặp này em bán cho anh chị là 100.000 cặp này. Anh chị chốt cho em mã N54. N54 nha anh chị, hai cái này khác nhau nha. Chứ mà một cùng là một cái thư pháp nha anh chị. 100.000 N54. Và em lên một cái tô này anh chị, tô này là tô Tô này là tô Imari nha anh chị. Tô này là có truyện nha anh chị, có truyện nha, có ký đầy đủ nha. Em bán chị ngay chỗ này anh chị, ngay chỗ này nó có một vách lỗi xíu chỗ này anh chị, lỗi xíu dưới khu nha. Rồi cái này có dấu anh chị re một xíu chỗ này nha anh chị. Đá một cái này đường chỗ này. Cái này đường kính là 16 nha anh chị, và cao của này là 8.5. 16 cao là 8.5 nha anh chị. Rồi cái này em bán. Rồi cái này em bán cho anh chị 150.000 cái tô này nha anh chị, 150.000. Anh chị chốt cho em mã
N55 nha chị, N55. Rồi em đoan cái này anh chị. Cái này là một cái tô, này là một tô hạt nha chị. Một cái tô này là tô, tô này tên tô gì gốc à? Tô này tô cạnh này. Tô này là có 5 con hạt nha chị. Trong lòng là 4 chỗ này là 4 con. Và chính giữa này là một con hạt nha chị. Chính giữa này là một con hạt. Và cái này là tô này cũng có truyện ký đầy đủ nha chị. Và cái này là phía ngoài cũng có là 4 con hạt, 4 bên nha chị, 4 con hạt, 4 bên nha ta này. Tô này độc lạ luôn nha chị, đường kính là 17 nha chị. Và cao của tô này là 7. Rồi cái tô này em bán cho anh chị với giá là 300k cái tô này. 300k tô hạt này nha chị. Anh chị chốt cho em mã N56. 300k N56. Rồi em lên cái này anh chị. Cũng là tô lam luôn, họa tiết vẽ trong ngồi đều có nha anh chị. Hai mặt nha. Và cái này là có một cái truyền như thế này. Một cái truyền như thế này nha anh chị. Tô này đường kính này là 21.5 và cao của này là 8 nha anh chị. 21.5 cao là 8. Rồi cái tô này em bán cho anh chị với giá là 200k cái tô này. Anh chị chốt giùm em mã N57, 200k N57. Rồi em lên một cái này anh chị, một cái cặp này là rồi cái này nè chị, cái này là một cái ly, này là một cái ly con rắn nha anh chị, con rắn nha. Ly này ly rắn có truyện ký đầy đủ, cốt này cốt nặng. Và cái này là một cái ly con rồng nha anh chị, con rồng nha. Ly này đường kính là 7.5 nha anh chị, cao của này là 10. Đó, cao của này là 10 nha anh chị. Rồi ly này có truyện ký đầy đủ nha anh chị. Rồi ly này em cũng bán cho anh chị với giá là 100k một chiếc nha anh chị. Rồng cũng 100 và rắn cũng là 100 nha anh chị. Anh chị chốt cho em mã N58. N58 nha chị, N58. Thích đi con rắn thì chốt con rắn, thích con rồng chốt con rồng. Nói chung là cái này ly này anh chị thích con rắn thì chốt con rắn nha anh chị. Anh chị thích rồng là chốt rồng nha. Mỗi ly này là 100k. Cốt này là cốt mạnh cốt dày nha anh chị, cốt mạnh cốt dày luôn. Rồi em lên cái này anh chị. Một cái ly này là có túp này là một cái dòng thư pháp nha anh chị. Cái này là mà tướng Sakura nha anh chị. Và cái này có một người hầu hay là gì đó anh chị, nói chung không rành đâu nha. Này có một cái chóp núi phu sĩ. Và cái ly này là có một cái ly hoa nha anh chị, có một cô gái là nằm. Đó nha chị, bị thương hay gì đó, nói chung luôn. Đây là rất là đẹp nha anh chị. Rồi cái ly này em bán cho anh chị với giá là 100k cái ly này. Anh chị nhìn kỹ cái ly nha. 100k cái ly này, cái này là có tướng nha anh chị, một ông tướng và một cái núi phú sĩ và một cái ly như thế, một cái hoa anh chị. Và cái này là một cô gái đang nằm như thế này nè. Đó, đây là có một người hầu cái gì đó anh chị. 100k cái ly này. Anh chị chốt cho em mã N59. Miệng là 6 nha anh chị và cao của này là 9. Miệng là 6 nha chị, cao của này là 9 và xung quanh cái này là có một cái dòng thư pháp. 100k N59. Rồi em lên một cái cặp dĩa này anh chị, một cái cặp dĩa này là lam nha chị, một cái cặp dĩa cá truyện ký đầy đủ nha chị. Rồi cặp này em bán cho anh chị là 60k cặp này, mỗi chiếc này 30k. Cái dĩa này đường kính là 14 nha chị, đường kính là 14. Đó, mỗi chiếc này em bán cho anh chị 30k, anh chị cho em mã N60. N60 nha chị, N60. Rồi cái này em lên một cái ly này, cái này là dòng cốt mọc nha chị, dòng cốt mọc lam. Cái này em có 5 chiếc anh chị, 5 chiếc như thế này nha. Nói vậy rất là độc lạ nha chị, những cái dòng lam xanh như thế này, men là men đá như thế này nha chị. Và cái này đường kính là 8 nha chị và cao của này là 6. Rồi cái bộ này là em bán cho anh chị là 5 chiếc này với giá là
5 chiếc này với giá là 130k 5 chiếc này nha chị, 130k 5 chiếc này. Anh chị chốt em mã N61. N61 nha chị, N61. Rồi em đo một cái bộ dĩa nha anh chị, một cái bộ dĩa này là một cái bộ dĩa hoa ngũ sắc nha anh chị, hoa ngũ sắc nha. Bộ dĩa này em có 4 chiếc anh chị. Này là viền, này là vành hoa nha chị, vành hoa đào nha. Và cái này là có truyện ký đầy đủ anh chị, dòng này là dòng dĩa ngũ sắc nha. Đường kính dĩa này là 16.5. Rồi cái này em có 4 chiếc nha anh chị, 4 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 140k 4 chiếc này. 140k 4 chiếc nha anh chị chốt cho em mã N62 chị, N62. Nhiều. N140. Rồi em lên cái này anh chị. Cái này em có là 4 dĩa nha anh chị, cái dĩa này là hơi sâu là một xíu nha anh chị, dễ đựng nha. À, cái này là có truyện ký đầy đủ và trong này là lam nha chị, và cái này là trong này là vẽ hình một trái lựu nha chị, hình một trái lựu. Cái này em có 4 chiếc như vậy, cái này là có truyện ký đầy đủ nha chị. Cái này đường kính này là 16 nha chị, 4 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 4 chiếc này là 120k 4 dĩa này nha chị. Truyện ký đầy đủ, anh chị chốt cho em mã N63, 120k N63. Rồi em lên một cái tô nha chị. Một cái tô này là một cái tô men. Thấy. Hồng thúy. Rồi một cái tô. Một cái tô này là men hồng thúy nha chị, men hồng thúy nha. Men hồng thúy nha chị, tô này là rất là hiếm nha chị, rất là hiếm nha. Đó, anh chị, tô này rất là hiếm, nó có một xíu nha chị, cái này là để thả hoa nha chị, để thả hoa nha, men hồng thúy nha chị, những cái này rất là đẳng cấp luôn. Em bán chị nha, nó có một cái vết như chỗ này anh chị, nói chung cũng không đáng kể luôn. Đấy. Đó anh chị, men hồng thúy, cái này để thả hoa nha chị. Xíu nha chị, ôi xíu nè. Cái này là hoa giang rất là đẹp nha chị, hàng hiếm luôn. Đường kính này là 28 nha chị, và cao của này là 7 nha chị, cao của này là 7. Rồi cái thô tô men hồng thúy này em bán cho anh chị với giá là 1.200.000 cái tô này. 1.200.000 nha chị, 1.200.000. Anh chị chốt em mã N64. Dạ em xin phép chào cô chú và anh chị.